Peter Watson chào anh em. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em một mẫu đồng hồ Tissot vàng khối. Trên tay em đây là một chiếc Tissot thuộc bộ sưu tập Excellent, mang phong cách cổ điển, thư lịch và sang trọng. Phụ kiện đi kèm của em nó sẽ bao gồm hai chiếc thẻ của hãng. Mã tham chiếu của em nó là T906-407-76-263-00. Em nó được trang bị cánh sapphire nguyên khối, chống chạy chống sức cực kỳ tốt. Mặt đều trắng, thanh lịch, được đánh vân cát cực kỳ đẹp mắt. Thiết kế ba kim, đơn giản. Bộ kim được vót nhọn, tạo hình lưỡi kiếm, tạo cảm giác khỏe khoắn và nam tính. Cùng theo đó là bộ cọc số La Mã, cổ điển. Bộ vỏ của em nó được làm bằng vàng hồng 18K sang trọng. Độ dày của em nó cực kỳ mỏng, chỉ 7.6mm. Phần nấm của em nó được đính một viên đá quý cực kỳ đẹp. Em nó được trang bị bộ máy ITA 2892A2 với 21 chân kính, tần số dao động 28.800, chữ code 42 tiếng, chống nước 30m cho anh em thoải mái đi về nhà rửa tay. Em nó sẽ được trang bị một bộ dây da bò đen được chạm vân cá sấu với một bộ khóa xiên được mạ vàng của nhà Tissot. Em nó có size mặt là 40, sẽ phù hợp với những anh em có cổ tay từ 16 trở lên. Sau đây, em sẽ hướng dẫn sơ qua cho anh em về cách chỉnh giờ của em nó. Cái núm ra thì sẽ là điều chỉnh kim giờ và kim phút. Đóng núm lại và núm theo chiếc kim đồng hồ thì sẽ là lên cót tay. Cảm ơn anh em đã xem video. Để biết thêm thông tin chi tiết, anh em vui lòng liên hệ thông tin em để phía bên trên màn hình hoặc click vào đường link em để phía bên dưới phần mô tả.